Xe sao cô lại chạy vào đây? Em đã yêu anh nhưng mà chẳng dám nói. Hôm nay em quyết định rồi, em đã yêu anh rất nhiều và chỉ mong anh sẽ đáp lại tình cảm em bấy lâu. Nhìn lại cô đê béo như con lợn xe, ai dám đưa cô về, người to như voi trắng ai thể ưa được. Thôi cảm ơn cô nhiều, nhìn đi bé cưng tôi đây này, vóc dáng ngôi sao xinh rẹp, giờ không lôi thôi tôi phải đi. Anh không thể chấp nhận được một người lùn và béo thế kia, vừa nhìn tôi đã phát sợ, thế mà cũng yêu với trà đường. Còn em thì anh chấp nhận, bởi vì em là cô gái ngoan, dễ thương cơ và rồi lại rất xinh rẹp. Anh hứa là ra tháng này sẽ tặng em đôi nhẫn kim cương, hàng ngày pha chu cấp tiền đưa cho em đi làm đẹp nhà. Đương nhiên là anh biết rồi, không phải lo đâu hơi bấy bê, cuối năm nay anh đây sẽ cưới em mà. Giờ trong tay hai đứa bay có gì nào, mang hết ra đây không để tao xiêm cho phát chết tôi bây giờ, mang hết tiền ra đây. Anh cứ giữ thật bình thường, em sẽ lo xong vụ này, đời mày tao sẽ cho nhanh gặp tiền, bay lên con phát trúng đầu và cụ cho cứ thế sắp ngang, và cộng thêm bao phát nặng ngang dẫn rui xong lao vào tường. Thôi thôi bọn nó biết rồi, em cứ để chúng nó đi đi. Thì đã thế này, cô còn là con gái nữa không? Một ngày nào anh táo mộng, mai nào anh lấy sang cả mình. Thôi thôi mình cũng biết rồi, thôi thì chạy để con thoát thân. Con gái gì mà võ vẽ thật là kinh. Làm sao đại ca? Làm sao cái gì? Chạy ra chứ còn gì nữa.